Như trưởng lão lúc này có chút thất thần rồi nói, nếu phát sinh đều đã xảy ra, có lẽ người nói đúng, Đường Tam đại bá ở địa phương nào, lớn như lão nhân gia có thể trở về chủ trì đại cục, Hạ Thiên Tông cho dù suy si sụp, lấy uy danh của lão nhân gia nhiều trước đủ để trấn nhiếp giới hồn sư. Đường Tam chậm rãi sơ hạo thiên lệnh trong tay cất cao giọng nói, khi cụ cố đem hạo thiên lệnh này giao cho ta, cũng đã quyết định không trở về tông môn, tông môn co đầu rụt cổ không giá, chỉ biết dần dần tiêu vong, tông môn nỗ lực ít nhất vẫn còn có cơ hội quật khởi, chúng ta muốn một lần nữa lập lên uy danh năm đó của hạo thiên tông, nhất định cần phải dùng hành động của chính mình chứng mình chứng minh với giới hồn sư mà không phải ở chỗ này chờ đợi. Chờ đợi là không có kết quả. Nhi trưởng lão nhìn đường tam một chút, lại nhìn đường khiếu ở bên cạnh một chút, ngượng trọng nói. Đường tam đại bá đem hạo thiên lệnh này sao cho người, chính là muốn cho người tiếp nhận chức tổng chủ vừa nghe nhị trưởng lão nói như thế đường tam nhất thời cả kinh mặc dù hắn đã đoán được quyền uy của hạo thiên lệnh này trong tông môn nhưng nghe xong những lời này của nhị trưởng lão hắn mới hiểu được hàm nghĩa sâu xa của hạo thiên lệnh lấy công lao của đường thần trước đây khiến tông môn trở lên trên huy hoàng một câu nói của hắn thậm chí có thể thay đổi bất cứ chuyện gì của hạo thiên tông hạo thiên lệnh này tương đương với bản thân hắn cho dù là phế bỏ tông chủ cũng không thành vấn đề mà thực lực của đường tam thể hiện ra lúc trước đánh bại năm vị trưởng lão cũng đủ để giành vị trí tông chủ này dù sao hắn tuổi còn trẻ như vậy năm vị trưởng lão có thể đem khuất nhục của thất bại nhẫn lại có thể dần dần nhận thức lời nói của hắn tất nhiên cùng với hạo thiện lãnh của đường thần có quan hệ nhưng đồng thời cũng quan hệ mật thiết với thực lực của đường tam trong mắt của bọn họ đường tam giống như đường thần năm đó đã dẫn dắt hạo thiên tông lên huy hoàng thậm chí so với đường thần càng xuất sắc hơn. Đường thần tuy là kỳ tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông, nhưng cho dù là hắn, lúc 25 tuổi cũng không thể nào so sánh với đường Tam hiện tại. <laughs> đường Tam nhìn về phía đại bá, từ trong mắt của đường khiếu hắn thấy đường vẻ thản nhiên, đường khiếu dường nhiều đáng ý thông suốt rất nhiều, trong mắt có mất mát, có tiếc nuối nhưng nhiều nhất lại là thống khổ, bởi vì hiện trạng trước mắt của Hạo Thiên Tông mà thống khổ. Thong thả mà kiên định lắc đấu, đường tam nhìn các vị trưởng lão sẽ nói, Cụ cố vẫn chưa dặn bảo ta kế thừa chúc tông chủ, Chỉ là nói cho ta biết, có hạo thiên lãnh ta có thể trở thành tông môn thủ tịch trưởng lão, Được sự ủng hộ của trưởng lão đường, Có quyền can thiệp bất cứ đại sự gì của tông môn. Đường khiếu đột nhiên mở miệng, Tiểu Tam ta cũng không lưu luyến trước tông chủ này, ngươi cũng không cần phải lưu mặt mũi cho ta, ngươi còn trẻ, có trí tiến thủ, có thực lực, lại là truyền nhân của cụ cố, chức tông chủ này, vốn nên truyền cho ngươi, chỉ có ở dưới sự lãnh đạo của ngươi, Hạo Thiên Tông mới có khả năng như năm đó cụ cố thống lĩnh, trở lại đỉnh cao trong giới hồn sư. Không, đại bá, ngài hãy nghe ta nói, đường tam vội vã cắt đứt đường khiếu, Đại bá ta quả thật không thể nào kế nhiệm chức tông chủ. Đầu tiên ta đã tự sáng lập ra đường môn, hơn nữa tiếp nhận sự phòng thưởng của thiên đô đế quốc từ thân phận cá nhân ta mà nói. Nếu như trở thành hạo thiên tông tông chủ, vậy sau này tính độc lập của tông môn sẽ trở lên trên kém hơn. Hơn nữa ta tuổi còn rất trẻ, hy vọng cũng không đủ. Nhưng xin đại bá cùng với các vị trưởng lão yên tâm, đường tam vĩnh viễn là người của hạo thiên tông. Chỉ cần đường tam còn sống nhất định sẽ cố gắng trợ giúp tông môn trở lại đỉnh cao. Khi đường khiếu còn muốn nói cái gì, đường tam cũng đã chuyển hướng năm vị trưởng lão. Không biết các vị trưởng lão có nguyện ý tiếp nhận những lời ta nói hay không. Năm vị trưởng lão nhìn nhau, đồng thời hướng về hạo thiên lệnh trong tay của đường tam quỳ xuống. Khấu tuần hạo thiên lãnh xa mắt thủ tịch trưởng lão ra mắt thủ tịch trưởng lão, âm thanh vàng dội, môn hạ đệ tử của Hạo Thiên Tông đều quỳ xuống, trong các môn nhân đệ tử này, người đã gặp qua Đường Thần có thể nói đã ít càng thêm ít, phần lớn chỉ nghe nói qua mà thôi, nếu nói bọn họ là bị Hạo Thiên lệnh chinh phục, không bằng nói bọn họ bị thực lực mạnh mẽ cùng với lời nói lúc trước của Đường Tam chinh phục, người tuổi trẻ ai không tràn đầy nhiệt huyết, ai không khát vọng Hạo Thiên Tông có thể trở lại vị trí đệ nhất tông môn, nơi này mặc dù yên tĩnh, nhưng cũng rất cô độc, hơn 20 năm, Hạo Thiên Tông mặc dù bồi dưỡng sang một nhóm thanh niên hồn sơ có thực lực cường hãn nhưng cũng áp chế nhiệt huyết của bọn họ đường tam xuất hiện đúng là sự lựa chọn tốt nhất để thay đổi cục diện này các trưởng lão xin đứng lên hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực làm cho hạo thiên tông trở lại thời kỳ huy hoàng đường tam suốt cuộc thở phào nhẹ nhõm sau khi trở lại tông môn tiến hành được đến bước này mục đích của hắn cơ bản đã hoàn thành hiện tại ta có hai sự kiện nhất định cần phải làm đầu tiên chính là cùng với phụ thần bái tế tổ phụ làm tròn trách nhiệm của người con người cháu một việc khác chính là mới đường hạo cha của ta quay trở về tổng môn lấy tổng môn trì sánh một lần nữa ban cho hắn hai khối hồn cốt kia Năm vị trưởng lão trong lòng thầm than, bọn họ đương nhiên cũng mơ hồ hiểu được đường Tam có một phần là tư tâm, nhưng bọn hắn lại càng thêm coi trọng thực lực của đường Tam. Lúc này nghe đường Tam nói ra mục đích chính của mình, cũng đồng thời gật đầu cũng không ai tỏ vẻ phản đối. Đường Tam nói, như vậy xin đại bá cùng với các vị trưởng lão quay về tổng môn, ta đi đón phụ thần mẫu thân, vừa nói hắn liền xuống đi xuống núi. Chờ một chút, Âm thanh của đường khiếu có chút run rẩy, chỉ chớp chớp mắt liền bắt được bà vai của đường tam sẽ nói. Thủ tịch trưởng lão, ngươi mới vừa rồi nói cái gì? Ngươi, mẫu thân. Đường tam mỉm cười. Đây xem như ta dành một chút nhạc nhiên cùng với vui mừng cho đại bá đi. Sau đó ngài sẽ có thể gặp lại mẫu thân của ta. Ánh mắt của đường khiếu liên tục biến đổi, quang mang phức tạp sống như trăng sao lấp lánh. Ta là vì người cùng nhau xuống núi, ngay đón hạo đệ vừa nói không chờ đường tam mở miệng vị hạo thiên Tông tông chủ đã phóng người lên trên giống như mũi tên sông lên trên cầu treo trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng sáng đường tam sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía các vị trưởng lão năm đại trưởng lão hít sâu một hơi đồng thời nói chúng ta quay về tông muốn chờ khi đường tam từ trên trời hạ xuống trở lại thôn xóm dưới núi lúc trước vừa lúc chứng kiến đường hào cùng với đường khiếu huynh đệ hai người đứng đối mặt nhau đường khiếu môi đều đang run sấy nhìn một chút đường hào lại nhìn một chút a à ngân ở bên cạnh hắn vành mắt đang dần đỏ lên đại ca đường hào có chút run run kêu lên đường khiếu mạnh mẽ đi lên một tay mạnh mẽ ôm đại đé tàn phế vào trong lồng ngực dù là ở lúc trước ở trên đỉnh núi hắn vẫn bởi vì đường tam nghi ngờ quyết định của phụ thần hắn mà bất mãn nhưng vào giờ phút này khi hắn mắt thấy đe đe tay cột chân cột trong lòng hắn rốt cuộc không có nửa phần khúc mắc không lâu trước đường hạo là thiên trì kiêu tứ mà ngay cả hắn cũng phải hâm mộ hạo thiên tùng nhất đại kỳ tài trước lúc cụ cố ra đi nếu từng thừa nhận đường hạo là người xứng đáng nhất để kế thừa hắn nhưng từng lá thiên trì kiêu tử lúc này cũng đã thành phế nhân trong lòng của đường khiếu vừa bi thương vừa thống khổ khiến trong lòng của hắn không giống như đang xỉ máu Tại sao, tại sao chính mình vẫn không có dũng khí nghi ngờ quyết định của phụ thân, làm cho đại đệ, đệ chỉ khổ đến tận bấy giờ? Phụ thân à, phụ thân, lúc đầu ngài thật sự sai lầm rồi. Ngài thấy được chứ, người con trai ngài thường yêu nhất lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Từ hơn mươi năm trước cho tới nay, bởi vì quyết định của ngài, Hạo Thiên Tông xuống sốc, đệ đệ cũng... Hạo đệ, người chịu khổ rồi. Đường khiếu nước mắt không ngừng chảy xuôi. Đại ca, Đường Hạo chưa từng nghĩ đến huynh trưởng thân là môn chủ sẽ đến nghênh đón mình. Lúc này trong nội tâm của hắn thật sự rung động, tình cảm vốn bị áp chế từ hai mươi lăm năm trước nhất thời bộc phát. Huynh đệ hai người xa cách nhiều năm như vậy, lại một lần nữa ôm nhau, loại cảm giác này làm tâm của hắn cũng không cách nào bình tĩnh. Giống như vừa thấy đường cảnh tượng năm đó của mối huynh trưởng tung hoành giới hôn sư. Đại ca, An Ngân lúc này lại đã sờ đầy mặt, tiến lên vài bước đi tới bên người cổ đường hạo nhìn về phía đường khiếu huynh đệ hai người buông cánh tay ra đường khiếu có một chút xì ngốc nhìn a ngân a ngân người người a ngân buồn bã cười a hão thủ hộ ta hai mươi năm năm số cuồng mượn lực lượng của thiểu tam giúp ta sống lại ta thật sự không dám tin còn có ngày có thể gặp lại huynh trưởng Đường khiếu ngơ ngác nhìn A à Ngấn thì thào lầm bấm. Người đã lựa chọn đúng, ta chỉ là kẻ nhát gan. Ta căn bản không có dũng khí đi yêu người. Hạo đệ nếu so với ta mạnh hơn nhiều, quá nhiều. Đường Tam đi tới bên ba người nhẹ giọng nói. Ba, mẹ, đại bá, chúng ta lên trên núi bái tế thổ phú. Hắn nóng lòng muốn giúp phụ thân khôi phục lại đoạn chi lúc này mới không nhịn được đi lên nhấc nhớ. Đường khiếu từ trong tâm tình phức tạp dần tỉnh táo lại, thật sâu nhìn chăm chú vào đường hạo hào đe không nên trách phụ thân được chứ lão nhân xa người cũng có nỗi khổ tâm ngày đó tổ phụ lão nhân gia không có ở đây phụ thân sợ hạo thiên tông chúng ta bị diệt trong tay của người lúc này mới đường hạo lắc lắc đầu đại ca còn nói chuyện đó làm gì ta chỉ muốn ở trước linh vị phụ thân dập đầu mấy cái là Tào bất hiếu đã phụ kỳ vọng của phụ thân Vanh mắt của đường hiếu đỏ lên nắm chặt hai vai của đường hạo Tiểu tam nói đúng là tông môn xin lỗi người cũng không phải người xin lỗi tông môn chúng ta quay trở về tông mọi người liền phóng người lên đường khiêu vốn định trợ giúp đường hạo lại bị đường hạo cự tuyệt hơn hai mươi năm năm qua phần kiêu ngạo trong lòng của đường hạo thì chung không đối hạo thiên tông ở phía sau núi lúc này Đường Khiếu, Đường Hạo, Đường Tám, ba người đứng ở ngay phía trước, năm vị trưởng lão A Ngân Tiểu Vũ đứng ở phía sau. Trước mặt bọn họ là một tòa phần mộ bằng đá, nhìn qua rất là cô độc. Dù Đường tàm lúc trước đối với tổ phụ tâm tồn oán khí, nhưng lúc này khi mà chứng kiến phần mộ trông rất cô độc này, trong lòng là chỉ có bi thương. Hắn dường như cảm nhận được sự bất đắc dĩ cùng bi thương của tổ phụ trước khi qua đời. Đường Hạo một chân quỳ một gối xuống trên mặt đất, bờ môi của hắn mím chặt, nắm tay đỡ, bang bang đập đầu cúi lại khi hắn một lần nữa nâng người lên, trên trán đã là một mảnh đỏ sẫm. Đường Tam sống như phụ thần cũng quỳ xuống, A Ngân cùng với Tiểu Vũ quỳ gối ở phía sau bọn họ, ai nấy đều không nói gì, nhưng tâm tình bi thương nồng đấm lại lây lan vào mỗi một cá nhân ở đây đường hạo quý chính là suốt 3 ngày ba ngày quỳ không ngủ không nghỉ đường tam cũng đều làm bạn bên người của phụ thân phụ tử hai người trong vòng 3 ngày một câu cũng không nói gì a ngân cùng tiểu vũ lặng lặng ở bên cạnh làm bạn với hai cha con kết thúc ba ngày thời gian đường hạo suốt cuộc ngẩng đầu lên ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ hai mắt của hắn đã bịt kín một tầng màu đỏ. Phụ thân xin người an tâm, đứa con bất hiếu đường hào cùng với nhi tử đường tam nhất định phụ trợ đại ca trọng trấn hạo thiên tông. Sau khi lạy chín lạy, đường hạo mới đứng lên được đường tam xíu đỡ say người sở đi. Hạo Thiên Tông nhị sự đại sánh, tông chủ Đường Khiếu cùng với năm vị trưởng lão lặng lặng chờ đợi hai cha con. Bọn họ đã ở chỗ này chờ suốt 3 ngày. Khi phụ tử hai người Đường Hạo, Đường Tam cùng với hai vị thế tử đi tới đại sánh, bọn họ tất cả đều đứng lên, nhìn Đường Hạo trong mắt lộ ra thầm quầng màu đỏ. Đường Khiếu không nhịn được sởi nói: "Hạo đệ, tiểu Tam nói đúng, mấy năm nay là tông môn xin lỗi người. Đường Hạo lắc đầu thản nhiên nói: "Quá khứ đều đã qua rồi." Chỉ là một câu nói, một câu nói bình thản như vậy, nhưng lại làm cho năm vị trưởng lão xung động kinh hãi. Nhìn đường hào thân thể không trọn vẹo, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra mấy năm nay, hắn thừa nhận thống khổ lớn đến cỡ nào. Nhưng hắn lại chỉ đơn giản một câu nói như vậy liền xóa đi, riêng tấm lòng này đã làm bọn hắn âm thầm xấu hổ. Đường khiếu tự mình tiến lên trên siêu đường hạo ngồi xuống vị trí của mình, mà đường tam thì ngồi ở vị trí trên năm vị trưởng lão. Ở gần bên cạnh đường khiếu có hạo thiên lệnh tồn tại, địa vị của hắn ở trong hạo thiên tống chính là chức vị đại trưởng lão cao nhất, là địa vị thậm chí còn có thể thay thế lời nói của tông chủ a ngân khe kéo tiểu vũ mang theo nàng lùi ra ngoài nơi này là địa phương của nam nhân nghị sử nàng biết rất rõ chừng mực chỉ là trước lúc tiểu vũ lùi ra ngoài vẫn là không nhịn được liếc mắt thâm tình nhìn đường ta một cái a ngân thấy vậy trong lòng một hồi dễ chịu trên bàn bên người đường khiếu đặt hai cái hộp gỗ, một cái trong đó đường tam đã gặp qua, đúng là cái hộp để hai khối hồn cốt của phụ thân mà lúc đầu hắn mang đến trả hạo thiên tông. Đường khiếu đầu tiên cầm cái hộp này, đứng lên đi tới trước mặt của đường hạo, đường khiếu thở xe một tiếng đem cái hộp chuyển lên, Hạo đệ, tông môn xin lỗi người, đây là hồn cốt của người. Đường Hạo lạnh nhạt cười, tông môn ban cho ta tính mạng, ban cho ta vũ lực, hết thảy của ta đều thuộc về tông môn, nhưng lại toàn làm ta thất vọng, xin lỗi. Ta chỉ hy vọng lúc cuối đời có thể vì tông môn làm chút chuyện. Nghe đệ đệ nói, Đường Khiếu trong lòng kích động không nhịn được. Hạo đệ, trước tông chủ này vốn cũng phải. Đường Hạo cắt lở huynh trưởng, đừng nói nữa đại ca ta chỉ muốn phụ cho người đường khiếu hít sâu một hơi cô nén không cho nước mắt chảy xuống một lần nữa trở lại trước bàn nâng lên một cái hộp gỗ khác lớn hơn rất nhiều lần này hắn đi tới trước mặt của đường tam đưa hộp gỗ tới đường tam sửng sớm một chút đại bá đây là đường khiếu trầm giọng nói đây là di vật của lô cao thần tượng lưu lại Di vật đường ta mạnh mẽ đứng lên Một cô áp bách lực lượng cường đái Từ trên người cô hắn chợt phóng rất xa Cho dù người ở đấy đều là những cường giả rất mạnh Chống ngực cũng không khỏi ra tốc phải phân tiếp nhận hộp gỗ đương tam không dám tin nhìn kỹ đường khiếu đại bá lâu cao tiền bối hắn hắn đường khiếu thương cảm nói hắn là người cố chấp nhất mà ta từng thấy dùng bốn chữ chú tạo cuồng nhân để xưng hồ cũng không quá đáng chút nào từ sau khi ngươi đưa hắn đến nơi này hắn mỗi ngày đều không ngủ không nghỉ ghi chú tạo cho dù là ta mỗi ngày phụ trợ hắn cũng đã uể oải không chịu nổi ba tháng trước khi hắn tiến hành chú tạo cuối cùng đã nói với ta để ta được các tác phẩm hắn coi như là di vật lưu lại cho ngươi sau đó khi hắn bắt đầu chú thảo kia hắn thậm chí không để cho ta tham gia thời khắc cuối cùng hắn lấy tự thân đầu nhập trong lô hỏa hoàn toàn chú thảo cuối cùng mấy thứ này là thành phẩm trong năm năm của hắn cũng là tác phẩm chú thảo cuối cùng nói như vậy lâu cao tiền bối ngay cả hài cốt cũng đường tam nhìn hộp gỗ trong tay trong mắt đã mịt mờ một tầng hơi nước đường khiếu gật đầu tác phẩm này có thể nói chính là thành phẩm cuối cùng của hắn sau khi chuyện này phát sinh hai vị đệ tử của lâu cao thần tướng mang đi lô hỏa hắn từng dùng nói là quay về đường môn của người kỳ quá chính là bọn họ cũng không có bị thương mà là vui vẻ mà rời đi tại thời khắc cuối cùng khi mà lâu cao chú tao hắn từng cười lớn ba tiếng hai vị đệ tử của hắn cũng từng cao giọng hô qua chúc mừng sư phụ hoàn thành khoáng thế thần cách Nghe Đường Khiêu nói, hai tay của Đường Tam có chút run rẩy mở ra hộp gỗ lớn trước mắt. Hộp gỗ mở vừa xa, nhất thời một cỗ khí thế vô cùng sắc bén không gì sánh được, nhanh chóng lan tràn toàn bộ trong cả nghị sự đại sánh. Tầng dưới cùng của hộp gỗ sơ bẩn không chịu nổi chính là đại lượng bản vẽ đã hoàn thành. Trên bản vẽ bày đặt mấy đồ vật, một ống hình trụ có khổng tượng ám văn, dài ước trường một thước, tam đoá liên hoa, ánh vàng rực rỡ, trung tâm giống như được khả một viên hồng ngọc, còn có 49 miếng màu bạc tối, ngân đỉnh hình thù kỳ lạ dài ước trường là nửa thước, cùng với hơn 10 kiện các loại linh kiện màu bạc tối một vài kiện đồ vật nằm trong đó trên mỗi một kiện đều ẩn hiện ra một tầng huyết khí nhàn nhạt, nhạt, nhìn tưởng như đã là bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát vậy. đám người đang ngồi trong sảnh cho dù là các cường giả phong hào đấu la nhìn thấy những kiện đồ vật bằng kim loại này cũng không khỏi từ nội tâm phát ra một loại cảm giác sợ hãi. Đường khiếu chỉ vào những kiện linh kiện màu xám bạc kia nói với Đường Tam: những cái này đều là các tác phẩm cuối cùng của Lâu Cao Tiền Bối. Hắn thành công rồi, hắn thật sự là có thể hoàn thành được những thần tác thùng thiên này, lêu cao tiền bối, ngay ngày sau lại cố chấp chịu khổ cực như vậy. Khối hình trụ xài màu sáng bạc là những linh kiện kia, chính là những linh kiện của ám khí bạo vũ lệ hoa châm. Đường Tam vẫn có cảm giác rằng chính mình nghiên cứu được với bạo vũ lệ hoa trâm vốn vẫn còn thiếu sót cái gì. Bây giờ cuối cùng hắn cũng đã hiểu được, làm hắn kinh hãi chính là chỉ ngắn ngủi trong thời gian có vài năm, lâu cao chẳng những đã hiểu rõ ràng mà còn thật sự làm được, chính là khi bạo vũ lệ hoa trâm thành hình, nhất định phải dùng máu người để khơi gợi ra nhuệ khí của thâm hải trầm ngâm mới có thể luyện thành được loại cơ quan ám khí thiên hạ đệ nhất này. Đường Tam trầm trọng đem một gỗ này đặt trên bàn, hai tay sờ cao, cực kỳ dịu dàng vuốt ve những linh kiện màu xám bạc kia. Bỗng nhiên tay của hắn chợt đóng, hai bàn tay hư ảo vuốt nhẹ lên trên hộp gỗ, mỗi một khối linh kiện màu xám bạc giống như là được truyền cho một tính mạng, từ trong hộp gỗ nhảy lên xoay quanh đôi bàn tay hư ảo của Đường Tam. Âm thanh len keng liên tiếp vang lên, giống như một loại giai điệu êm ái quanh quẩn bên tai của mọi người. Khi hai tay của Đường Tam dừng lại, trong tay đã hình thành một đồ vật gì đó hình trụ dài chừng một thước khác với cái ống lúc trước trên thân ống khi nãy phủ ra một tầng huyết khí hình khổng trước lúc này trên thân vật hình trụ này màu xám bạc chỉ có hai chữ to lâu cao hai chữ này là do huyết sắc ám văn hình thành đó chính là máu tươi của thần tượng lâu cao cẩn thận đẹp khối hình trụ kia để lại vào trong hộp gỗ đường tam lùi về phía sau ba bước phủ phủ một tiếng quỳ một gối hướng về phía hộp gỗ cùng kính lạy ba lạy chín quỳ cả đời lâu cao đều dốc sức dành hết trò kỹ nghệ chú tạo tuyệt đối đáng cho hắn lạy một lạy này đây cũng là cách duy nhất để đường tam bày tỏ sự tôn kính của hắn đối với lâu cao Ngắn ngồi trong thời gian 5 năm, Lâu Cao đã chú tạo thành công ba đại tuyệt thế ám khí của Đường Môn, Khổng Tước Lĩnh, Phật Nộ Đường Liên, cùng với thư lấy đi Tính mang của hắn, Bạo Vũ Lệ Hòa Trâm, đập hồng gỗ lại, Đường Tam cũng không đem nó cất vào trong nhị thập tứ ở minh nguyệt xá, mà cầm nó trở lại chỗ ngồi của mình, trong lòng ngập tràn bi thương, thật lâu cũng chưa có định thần lại được, nếu như sớm biết là sẽ phải hy sinh tính mang của Lâu Cao để hoàn thành, như vậy hắn thả rằng không có những tuyệt thế ám khí này. Đường Khiếu không thấy an ủi Đường Tam đường hạo cũng đồng sàng không có, bởi vì bọn họ tin tưởng rằng đường tam nhất định có thể xử lý tốt cảm xúc của mình. ánh mắt của đường khiếu đã một lượt qua tất cả mọi người, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị hào đế thủ tịch trưởng lão các vị thủ tịch trưởng lão ngày đó những lời mà thủ tịch trưởng lão nói xa thật khiến người ta tỉnh ngộ hạo thiên tông chúng ta không thể nào lặng yên cảm chịu như vậy nữa tông môn do các đời tổ tông lưu lại không thể bị hủy diệt trong tay của chúng ta ta đề nghị giải khai phòng bế tông môn các vị có gì dịch nghị hay không cũng không có ai lên tiếng chỉ là ánh mắt của năm vị trưởng lão đều rơi cả trên người của đường tam bọn họ cũng biết rõ hạo thiên tông có thể lần nữa chúng chấn hùng phong hay không đều mấu chốt là cần phải nhìn đường tam tiểu tam đường hạo gọi to một tiếng kéo đường tam đang đắm chìm trong nỗi bi thường thành tỉnh trở lại ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân đang ngồi đối diễn thời khắc này hắn phảng phất như thế lại sự nghiêm khắc lúc chừa của mặt phụ thân thu liêm tâm tính đường tam hít sâu một hơi giúp cuồng cũng đem hộp gỗ kia thu vào trong nhị thập tứ kiểu nguyên nguyệt xã lúc này mới nhìn thẳng mọi người Ta rời khỏi tông môn 5 năm cũng là giờ đi đại lục 5 năm. Lần này trở về ta cũng nghe được một số tin tức. Hơn nữa cũng từng sao thủ qua một lần đối với Sáo hoàng võ hoàn điện trước đây. Bây giờ là nữ hoàng của võ hoàn đế quốc Bỉ Bỉ Đông. Nàng cùng với ta sống nhau cũng là sòng sinh võ hồn. Mà đại nhị võ hồn của nàng đã có được đến 7 cái hồn hoàn. Nếu ta đoán không lắm thì hiện tại hồn lực của nàng phải đạt đến 99 cấp. Lời vừa nói xong mọi người đều kinh hãi, nhưng đường Tam đã lập tức nói ngay. Nhưng dù cho nàng đã được 99 cấp đi nữa, ta cũng nằm chắc ít nhất có thể ngăn cản được nàng. Nếu chỉ có một mình nàng mà thôi thì cũng không đáng sợ. Chính thức đáng sợ là tổng thể thực lực của vũ hồn đế quốc, hay nói đúng hơn là tổng thể lực lượng của những hồn sư trong tay võ hồn đế quốc. Lúc trước ta đã từng nói qua, võ hồn đế quốc nắm giữ trong tay hơn 80% tổng số lượng hồn sư toàn đại lục. Những lời này tuyệt đối không phải là hư ngôn. Cũng chính là bởi vì như thế, hiện tại cho dù nói đối mặt với thiên đồ đế quốc hay là tinh là đế quốc đều có ưu thế tuyệt đối. Chẳng qua hai đại đế quốc cũng không phải không có lực lượng để ngăn cán. Mấu chốt chính là phải xem bọn họ chống lại như thế nào. Một khi tông môn ta xuất hiện trở lại, nhất định là sẽ gia nhập vào một phương của thiên đồ đế quốc. Mặc dù chúng ta đã không còn được oai phong như lúc trước, nhưng trên cả đại lục này có thực lực của năm vị trưởng lão đã đến phong hào đố la cấp bậc. Tổng thể thực lực của Hạo Thiên Tông không những không có hạ thấp, ngược lại càng gia tăng thêm, nhất định sẽ trở thành cứu cánh quan trọng đối với Thiên Đấu Đế Quốc khi đối mặt với Vũ Hồn Đế Quốc. Ta cho rằng tông môn nếu như đã quyết định nên sớm thực hiện không chỉ hoãn nữa, nên nhanh chóng tiến hành liên lạc với thiên đấu đế quốc. Vũ hồn đế quốc hiện tại đang tích cực thống nhất lực lượng của các vương quốc và cường quốc. Một khi hoàn thành việc thống nhất, chiến tranh sẽ một lần nữa bộc phát. Dựa theo tình huống hiện tại của vũ hồn đế quốc, bọn họ đã đem thiên đấu đế quốc và tình là đế quốc hoàn toàn thăm thành hai phương. Một khi phát động chiến tranh nhất định là sẽ lại một mặt phòng ngự, một mặt tấn công. Thiên đấu đế quốc tổng thể thực lực mặc dù không bằng tinh la đế quốc, nhưng lại có sự ủng ủng hộ của thất bảo liêu ly tông ở trên phương diện lực lượng hồn sư ngược lại còn cao hơn cả tinh la đế quốc chính vì vậy ta tiên chắc vuôn đế quốc có khả năng rất lớn tiến hành công kích về phía thiên đấu đế quốc hạ thiên tông chúng ta đã không xuất hiện thì thôi một khi đã xuất hiện nhất định trong chiến tranh phải đem đến võ hồn đế quốc những đả kích trầm trọng nhất có như vậy mới có thể giúp tông môn ta dương oai đồng thời cũng chấn nhiếp đám hồn sư của vũ hồn điên thế nhưng mà muốn tiêu diệt toàn bộ võ hồn đế quốc vẫn là một quá trình lâu dài đã tích lũy bao nhiêu năm bọn họ đã có căn cứ Cơ vô cùng thâm hậu mà phương án tác chiến cụ thể phải chờ khi ta trở lại thiên đấu thành bàn thảo với thiên đấu hoàng thất rồi mới có thể quyết định được